What's your name? My name is Yui. I will answer you. Yes. How old are you? I'm 24. Where are you from? I'm from Vietnam. What is your hobbies? Hoặc là còn cách nào nữa thôi. Bạn thôi làm gì thời gian rảnh cũng được. What do you do in your free time? In my free time, I often listen to music, learn English, and read books. And you? How are you? What do you often do in your free time? I watching TV and learning English. How many people are there in your family? There are 4 people in my family. Yes. My parents, my elder sister and me. And you, how about you? My 4 people. Em phải nói là gia đình của tôi có 4 người, là my family chứ, đúng không? Vâng. My family is 4 people. Có là you, là you has. Yes. My family has 4 people. Right. Yeah. Family has father, brother, brother, mother, brother, and me. Anh trai gọi là gì? Anh trai. Vậy. Thôi thì cho rồi. Dạ. Anh trai khác, còn em trai thì khác. Không có hình như chị ghi anh trai. Chưa ghi. Em trai thì là nhỏ hơn. Vâng. Anh trai là older brother. Older brother. Hoặc là elder cũng được. Ý là như mọi người hay. Elder brother. Or older brother. How old is your elder brother? My older brother is 15 years old. Nhóm chủ ngữ số nhiều bao gồm gì vậy? Hiện tại đơn. Hiện tại đơn. Để mình đặt câu hỏi thì mình phải xác định chủ ngữ số nhiều số chung. Số nhiều là số nhiều là A. Còn số ít là Y. Không, mình đang nói chủ ngữ nha. Chủ ngữ là đứng đầu câu. Chủ ngữ. Đứng đầu câu số nhiều là are you with they? Còn số ít là he, she, it. Đúng rồi, số ít là he, she, it. Còn vậy, khi mà đặt câu hỏi yes, no thì với chủ ngữ số nhiều are you with they thì em mượn, nếu có động từ chính thì em mượn cái gì? Em mượn là số nhiều là mượn do, còn số ít là mượn does. Does, đúng rồi. Và còn quá khứ thì mình mượn. Quá khứ là mượn đứt. Và đứt. To be quá khứ có mấy dạng? To be quá khứ có 2 dạng ạ. Là was và were. Khi nào dùng was 3 chữ? Was 3 chữ là dùng cho số ít là he, she, it. Còn số nhiều were là are you with they? Không có ai. Thật ra trong quá khứ
thì I nó sẽ bay qua đi với was, ba chữ có nghĩa là I nó sẽ bay qua số số dạ dạ đi với was ba chữ. Rồi hỏi bao lâu một lần, bao lâu một lần sẽ dùng công thức hỏi như hỏi khi mà em đi 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 shopping bao lâu một lần không bỏ TV là how often do you go, how often do you go shopping? Một lần ấy. Once. Hai. Once. Hai là twice. Ba. Lần. Ba là three times. Hai. Hỏi số lượng. Số lượng là how many? How many? Em ví dụ cho chị câu how many? How many books are there in how many books are there on the deck? Desk. 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 Right. Hỏi bao lâu? Bao lâu là how Ê, long? Có nhận không đó? Thì có nhận không? Dạ. Có nhận không? How long? À. Vâng. Em ví dụ cho chị thử ha. How long? Là how long have you learned math? Math? Vâng. Math. Toán. Toán. Dạ. Môn toán hả? Vâng. Bạn đã học môn toán bao lâu hả? Không có ai hỏi môn toán lên. Rồi. How long have you learned English? Thôi ít khi ai hỏi môn toán mà bao lâu. Còn người ta hỏi ngôn ngữ. Rồi em trả lời luôn đi. How long have you learned English? I've learned English for 3 months. For two months. 2 months. Okay. Hỏi phương tiện. Phương tiện là phương tiện. Như em đi là how do you go to school? À đúng rồi, how do you go to school? Hỏi bao xa từ nhà đến đến chợ, bao xa thì người ta là how far đi chợ. Từ nhà là how far it is from home to market. From your house, your home to the market. Gần your house. Rồi, ok. Bây giờ chị sẽ hỏi em, cho em một số cái câu trúc câu cho nó đúng. Chắc em cũng có biết nhưng mà chị hỏi thử ha. Dạ. Em phân biệt được danh từ, tính từ, động từ, chuyển từ chưa? Ok. Chắc là được, đúng. Mình dạ. Có danh từ ký hiệu là gì? Từ trong tiếng Anh hay ký hiệu? Từ. Này mấy cái này gọi là từ loại trong tiếng Anh. Từ loại. Mình có danh từ. Ý là chị chỉ nói những cái từ loại chính thôi. Vâng. Các cần thiết. Này chị nói. Danh từ ký hiệu là nở. Đúng rồi. Đúng rồi. Nó là danh từ ký hiệu là now. Now là ký hiệu là n. Now. Now là danh từ. Động từ ký hiệu là. Động từ ký hiệu là be. Hay. Nó từ... lại ký hiệu. Động từ đã là 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 v là vỏ v v nếu mà tiếng Anh thì là v
Tại nó là viết tắt của từ verb ha, verb. Thôi chị sẽ bỏ những số nhiều hôm nay mình dùng số ít thôi. Verb là động từ. Rồi tính từ, ký hiệu là tính từ là À đúng rồi. Thì cái đó viết tắt của adjective. Nếu mà em muốn viết thì chị ghi adjective là tính từ. Và dạng từ chọn từ là avert. Đúng rồi, avert. Thì ký hiệu của trạng từ đó là ADV, avert. Rồi thì em nắm trước bốn cái này, tại nó sẽ có sắp xếp theo từ. Còn subject thì là chủ ngữ đứng đầu câu ha, này thì ký hiệu là S. À, còn tân ngữ là, em biết tân ngữ không? Tân ngữ là object, là O, ký hiệu là O. Khoa biết tân ngữ không? Vâng. Tân ngữ là gì? À. Tân ngữ có nghĩa là thường em thử ví dụ một câu mà có tân ngữ cho chị được không? Ví dụ đúng. Để mình coi tân ngữ là gì. Được không? Không được thì chị sẽ nói. Em không biết này. Rồi, vậy thì tân ngữ em sẽ có những tân ngữ như sau. Chị sẽ ví dụ số tân ngữ ra luôn cho em biết đó, nhưng mà nhiều khi em không biết cái tên gọi của nó là tân ngữ. Yeah. Ví dụ chủ ngữ là ai đi nha. Chủ ngữ là ai thì mình sẽ có tân ngữ là me, đúng không? Yeah. Đó, em biết me mà đúng không? Ví dụ là anh ấy mua cho tôi là he bought me á, kiểu vậy. Thì me ở đây là tân ngữ. À. Tân ngữ của he thì là him, ví dụ vậy, hay là her, rồi them, their, đồ các kiểu đó. Ôi lộn, vậy their là tính từ xã hội. Them là tân ngữ của họ nè, rồi us là của chúng ta nè, rồi đó, đây là những cái tân ngữ phổ biến của mấy cái chủ ngữ đó. You thì tân ngữ cũng là you. Đây là tân ngữ, đúng không? Tân ngữ thì tân ngữ em thấy nó đứng ở đâu? Em thấy tân ngữ nó đứng ở phía sau động từ. Ví dụ như trong cái câu hồi nãy chị đã nói là he bought me, thì cái tân ngữ này không phải là he bought ai, đúng không? Phải là he bought me là tân ngữ đó. Thì nó dùng tân ngữ ở phía sau, còn là phía sau động từ. Còn chủ ngữ thì luôn đứng đầu câu, à thôi là vậy. Chủ ngữ còn động từ rồi cộng tân ngữ, thì đây là cấu trúc câu bình thường mà em sẽ thường hay thấy. He bought me có thể là mua cho tôi một, hay đơn giản là anh ấy thấy tôi đi, cũng là chị quá khứ. Đơn giản nha, là chủ ngữ nè cộng động từ cộng tân ngữ đó, thì tân ngữ nằm ở sau động từ. Đây là một, gọi là một cấu trúc câu thường gặp, em thường gặp. Chị để đây. Rồi, đây là một, chủ ngữ cộng động từ cộng tân ngữ. Hai là thường em thấy sau to be là cộng gì? À, sau to be là vị trí của gì? Nói chung là sau to be, động từ to be thì em sẽ cộng cái gì? Nó cũng là một công thức. Là cộng s. Không, ý là chị đang nói từ loại, có nghĩa là sau to be em sẽ cộng danh từ, tính từ, động từ hay trạng từ. À, em cộng hả? Danh từ. Rồi, từ từ nha. Cái này là mình đánh số 1 đi. Thì chủ ngữ, công thức 2 là chủ ngữ cộng động từ to be cộng với danh từ, đúng không? Dạ. Em thử ví dụ cho chị một câu nào với công thức này được. Ý là em tự ví dụ một cái câu này mà nó theo cái công thức là câu đơn giản. He he learn English.
Câu rồi danh từ. Danh từ. Có nghĩa là chỉ cộng danh từ thôi nha. Còn nếu mà em vô learn á thì nó là động từ rồi, đúng không? Vâng. Ừ. Thì đơn giản nhất là he is a student. Ví dụ vậy. Đúng không? Vâng. A student nó sẽ nằm ở dạng danh từ. Còn is là to be. Hay là một công thức nữa em có thể đặt khi hành lập câu. Còn he is a student. Vâng. Rồi. Là sao to be ngoài danh từ em có em cộng gì nữa? Bên cạnh danh từ. À có. Tính từ ha quên. Vâng. Sao to be. Cái này là rất là nhiều luôn á, sao to be cộng tính từ. Nó nhiều hơn là danh từ. Vâng. À, vậy em sẽ ví dụ cho chị một cái câu này. À, tính từ là she is beautiful. Ừ, đó. She is beautiful. She is beautiful. Nếu, chị nói nếu thôi nha. Dạ. Nếu mà em muốn cộng thêm một trạng thường á, trạng từ mà em muốn đứng trước danh từ để mà gọi là nhấn mạnh thì cũng được nha. Có nghĩa là nếu mà trong trường hợp nào mà em muốn dùng trạng từ á thì cái trạng từ này em phải đặt trước tính từ chứ không cho nó đúng vị trí thôi ha. Là trong trường hợp em muốn dùng trạng từ để nhấn mạnh cái tính từ thì em sẽ đặt ở trước tính từ. Ví dụ như là cô ấy rất xinh đẹp thì là mình thêm cái trạng từ very kiểu vậy á, thì very ở đây là trạng từ ha. Dạ. Đó, em có thể thấy công thức như vậy. Rồi, đây là hai. Tiếp theo, còn một dạng công thức nữa đó là động. Thường em thấy động từ nó sẽ đi với cái gì? Nếu mà từ chủ ngữ cộng động từ. Động từ ở đây là động từ thường đó nha. Nếu mà chị không ghi to be thì nó là động từ chính, động từ thường. Là cái gì là V? Là động từ thường. V là động từ. Thì đó em biết sao động từ. Nếu mà cộng nữa thì mình sẽ cộng cái gì không? Động từ thì cộng tính từ. Không, động từ nó không có đi với tính từ. Cái đó là gọi là quy tắc luôn. À, thì em sẽ thấy động từ nó sẽ đi với trạng từ ha. Yeah. Thường động từ sẽ đi với trạng từ. Có nghĩa là ví dụ em nói là anh ấy chạy nhanh thì anh nói là em nói sao vậy? Anh ấy he run very fast. He runs very fast. Vậy thì cái từ fast này theo em nói là tính từ hay trạng từ? Fast là tính từ. Tính từ hả? Tính từ vậy sao sao ghi vậy đấy? Tại sao chị cái này chị nói công thức là trạng từ mà? Hả? Là sao? He run in the morning. Có cái gì? À em ý em muốn nói là in the morning là chạy từ đúng không? Vâng. Nhưng mà chị đang muốn nói là nó chạy nhanh mà. Thật ra thì cái câu này của em á nó không có sai. Có nghĩa là tại sao? Tại vì cái từ fast này nè nó vừa là tính từ và vừa là chạy từ luôn. Ha. Fast vừa là tính từ vừa là chạy từ cho nên em mới thấy là tại sao he run very fast thì cái fast này nó đang đóng vai trò là chạy từ ha. Là đúng. Là vẫn đúng. Kèm với very luôn thì very để nhấn mạnh thôi chứ không gì. Yeah, very fast. Mà cái chủ yếu là fast ở đây là trạng từ và động từ thì phải đi với trạng từ. Còn nếu không dùng fast thì em có thể dùng quickly á, thì cái quickly nó là trạng từ rõ ràng hơn tại vì có đuôi ly, thường em thấy đuôi ly là trạng từ đúng không? Thường thôi. Đa số đuôi ly là trạng từ. Đó, thì cái nào cũng có thể nhận dạng trạng từ. Còn fast tại vì đây là động từ nó hơi đặc biệt. Kiểu tính từ cũng là fast mà trạng từ cũng là fast cho nên em mới thấy kiểu nó vừa là tính từ là trạng từ chứ nó không thay đổi. Có một số cái từ cũng tương tự vậy, ví dụ như là cái từ hard thì em thấy hard là gì, nghĩa
Cô has là chăm chỉ. Đúng rồi, thì nếu mà với cái nghĩa là anh ấy làm việc chăm chỉ là he works hard, đúng không? Vâng. Thì em thấy work là động từ này, còn hard ở đây thì sẽ đóng vai trò là trạng từ, nhưng mà em thấy hard nó cũng không có thêm ly, là tại vì nó vừa là tính từ vừa là trạng từ được luôn ha. Đó. Chứ không có thêm ly nha. Nếu mà em nói là hardly, work hardly là sai, tại vì nếu mà hardly thì nó sẽ có một cái nghĩa khác luôn. Hardly dịch lại gì em biết không? Nếu mà hardly thì nó lại hardly, nó sẽ có cái nghĩa khác hoàn toàn. Đó là hầu như không. Em biết cái nghĩa này của nó không? Hardly là hầu như không. Ví dụ anh ấy hầu như không có ăn sáng, ví dụ vậy. Thì em nói là he has must eat must say hardly, he hardly eat in the morning. Khoan, ăn sáng có một cái đồ ăn sáng riêng. He eat breakfast hardly eat. He hardly eat breakfast. Eat hoặc là have cũng được, thường người ta hay dùng cụm have hơn ha. Have breakfast. Yeah. Đó, ví dụ vậy. He hardly, hầu như không có làm gì đó. Hardly have breakfast. Còn ăn trưa là gì? Are you? Trưa là it learned. Lunch. Còn ăn ăn tối, chiều tối là dinner. Dinner. Rồi. Thì lưu ý động từ cộng đi với trạng từ ha. Thì người ta ý là một cái nữa là sao sao tính từ thì là danh từ, thì cái đó cho em biết rồi, đúng không? Vị trí của cụm danh từ đó, có nghĩa là tính từ đi với trạng từ. Thì em ví dụ thử cái trường hợp này để chị ghi. Có nghĩa là ví dụ chủ ngữ đi cộng với lại to be, rồi cộng với tính từ, rồi cộng với danh từ. Thật ra không, cho nó nằm chung cái trên đây cũng không, mà thôi nằm chung thì không ví dụ, thôi nằm riêng đi. Chủ ngữ cộng to be cộng tính từ và cộng với danh từ. Yeah. Nếu mà có tính từ thì chèn trước danh từ thì cái này cho em biết nè. Vậy thì em ví dụ thử cho chị ha. Thật ra to be hoặc là verb cũng được, tùy. To be hoặc verb. Ví dụ là he là she is. Rồi. She is play. Haha. Sorry. Sao. Để chị tắt cái kia. Em có nghe không? Em có. Rồi. Ok. Rồi, she is. Sao? Có cần chị gợi ý không? Thật ra cũng đơn giản thôi. Ví dụ em nói trong cái câu này là she is very beautiful, có nghĩa là to be cộng tính từ, đúng không? Thì cũng với câu, cũng có cái nghĩa này, nhưng mà em chuyển thành cái dạng này là cô ấy là một cô gái xinh đẹp. Thì có nghĩa là mình sẽ thêm từ cô gái vô là danh từ, và xinh đẹp là tính từ, có nghĩa là xinh đẹp đứng trước danh từ là cô gái. Đó. Và thêm thêm một này là she is tính từ beautiful, còn danh từ thì là cô gái đó, ví dụ vậy. Vâng. Đó thì em lại thành lập được một câu nữa cho nó đúng ngữ pháp rồi vậy. Em nắm được mấy cái công thức này thì khi mình đặt nó không bị sai cái vị trí thôi.
À, cái trên đây chị thêm cái là bên cạnh to be mà cộng danh từ em cũng có thể thấy động từ thường cộng danh từ ha. Ví dụ như là cô ấy có một con chó, ví dụ vậy thì vẫn là động từ thường được. Còn to be thì chỉ đi với tính từ thôi ha. To be tính từ, to be cộng danh từ hoặc là động từ cộng danh từ. Rồi, thì đó là cụm danh từ. Hoặc là tôi có một căn nhà đẹp, em nói sao? Là I have a house beautiful. Đâu 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 đâu. Mới nói sao? Là em phải đặt tính từ chứ danh từ. À, vâng, là I have a beautiful house. Đó, đó kiểu em cứ tập từ từ đi, từ từ em sẽ đảo được cái tính từ chứ danh từ. Thêm một cái, ví dụ như là em nói là tôi có một người bạn tốt. Được. Là I have a good friend. Ờ đó, cũng được. I have a good friend. Anh ấy là một người chồng tồi. Là tồi là cái tồi ấy chứ. Tồi tệ. Tồi tệ. Có thể là bad. Ừ. Bad là tệ. He is a bad. Hoặc là terrible thì nó tệ hơn. He is a bad husband. À, đúng rồi, husband. Anh để chị ghi thêm ví dụ. He is a terrible husband. Terrible thì nó tệ hơn. Kim đặt nhiều thì em sẽ nhớ Kim nào đổi. Đổi tính từ lên chữ danh từ ha. Vâng. Rồi, thì chị sẽ gửi cho em cái file của này, chị cũng có tổng hợp sơ sơ. Một số cái cụm em có tham khảo. Đây, ví dụ mình có cụm danh từ hồi nãy chị nói là tính từ cộng danh từ ha. Như là a big house, nhà bự, a nice car, kind person, a good teacher, terrible husband, a good job, a bad boy, ví dụ vậy. Em có thể tự đọc thêm mấy cái cụm. Rồi, cụm thứ hai là cụm động từ. Thì như hồi nãy chị cũng có nói luôn là động từ cộng trạng từ ha. Động từ cộng đi với trạng từ đó là quy tắc, em phải nhớ. Thì khoan từ từ, đây chị ghi lại cái công thức gọi là có nhiều đứa nó hay đọc là cái thần chú là tính danh động trạng. Đó, thì em đọc cái câu này em sẽ thấy được hai công thức tính đi với danh và động đi với trạng. Thường hồi đó đi học hay đọc mấy câu nữa. Tính danh động trạng. Rồi. Đây. Và trạng từ như hồi nãy chị nói thường có đuôi là tính từ cộng với ly ha. Ví dụ như là nicely, beautifully. Đó nói chung là thường đa số là có ly. Nhưng mà không phải các trạng từ nào cũng có ly. Đấy là đa số. Nên phải phải tự học để biết thôi. Để nhận biết ha. Đây, he runs quickly, anh ấy chạy chạy một cách nhanh chóng, có nghĩa là phải là động từ cộng trạng từ chứ không phải là quick ha, phải là quickly thì mới đúng. Hoặc là learn, động từ đúng không, learn là động từ. Và học như thế nào, học một cách xuất sắc, có nghĩa là động từ phải cộng với trạng từ để bổ nghĩa cho cái động từ đó. Học như thế nào, học một cách xuất sắc chứ không phải là bỏ chữ ly ha, có nghĩa là phải là trạng từ excellently. Động từ đi với trạng từ, còn cái này là danh từ ở giữa thôi, nếu mà có. Rồi, đây là những cặp trạng từ mà giống tính từ em hơi tham khảo. Hồi nãy chị có ghi hai cái là hard với lại fast. Là có nghĩa là trạng từ với tính từ nó nhìn giống nhau. Em không có đọc. Đúng không? Thì đây là hard hồi nãy chị nói rồi. Hardly là hầu như không, nãy cũng nói rồi. Fast thì nãy cũng nói rồi, trạng từ giống tính từ. Và bên cạnh đó em có từ far cũng vậy. Early cũng cái đuôi ly nhưng mà cũng vừa là tính từ vừa là trạng từ. Early ha. Late cũng vậy. Và nếu mà em thêm đuôi ly của từ late, late là trễ đúng không? Dạ. Nếu mà em thêm đuôi ly thì nó có nghĩa khác hoàn toàn như là hardly lúc nãy, đó là gần, nó sẽ nghĩa là gần đây, lately là gần đây. Nó sẽ bằng với lại recently ha. Thì cái này nếu mà em học, sau này em học thì em sẽ biết nó là dấu hiệu của thì gì, em biết không? Thì gì mà có cái từ này.
Thì không biết học chưa cái thầy này ta, chị nghĩ là học rồi. Em học được mấy thầy trong lớp rồi? em học được thì được tầm quá khứ Thì mấy thầy thầy hiện tại hoàn thành học chưa? đã học rồi ạ. Thì đây là cũng là một trong những dấu hiệu của thầy hiện tại hoàn thành ha. Hiện tại Và hoàn thành công thức là gì vậy? hiện tại hoàn thành công thức là have là Have theo học hoặc has là cộng help half hoặc his cộng với gì? cộng với cộng với he see it hoặc là Cái gì công thức của hiện tại hoàn thành đây đây, từ từ để chị ghi lại cho. Công thức nhắc lại cho em cho nhớ. Thì hiện tại hoàn thành là chủ ngữ cộng với have has đúng không, rồi cộng gì nữa, ghi ra những cái ghi ra mới thấy công cộng. là s cộng his cộng v V gì? V mấy? v vp2 Thường thì chỉ gọi là V3, là cột 3, nói chung là cột 3 đúng không? Dùng cột 3. à. Thì em chỉ gọi là, chị hay gọi ghi là V3, là cột 3 đó, cho nó dễ. Thì V3 hoặc là ED đúng không? Đây là công thức của hiện tại hoàn thành. Nó thì nhắc lại thôi. Giống như cái câu hồi nãy mình nói là tôi đã học tiếng Anh được khoảng 2 tháng đó, thì cái đó chỉ cho em là cái dạng công thức hiện tại hoàn thành đó. Tại vì hiện tại hoàn thành là một sự việc vẫn còn đang tiếp tục xảy ra, vẫn đang diễn ra. I have learned, thì cái learn em chia cột 3 nè. I have learned English for mấy year đó, cũng mấy tháng đó. Ví dụ vậy, thì cái này là của hiện tại hoàn thành. Nhắc lại hiện tại hoàn thành. Rồi, thì nói chung cái lately này em sẽ thấy trong dấu hiệu của hiện tại hoàn thành. Sau này nếu mà em có học thì sẽ nhớ. Và near thì cũng giống ha. Em sẽ tham khảo là mấy cái từ này. Rồi, tiếp theo là cụm tính từ. Cụm tính từ thật ra thì cũng như hồi nãy chị nói, đó là trạng từ đi với tính từ. Trong trường hợp em muốn nhấn mạnh, có nghĩa là hồi nãy là very beautiful đó, là rất xinh đẹp. Thì em để trạng từ trước tính từ thôi, chứ còn không có gì ha. Rồi, really, extremely, đây là những trạng từ để nhấn mạnh hết đó, là cực kỳ, rất. Rồi, cầm trạng từ, phó từ thì hai cái đều giống nhau. Có nghĩa là run really fast thì really nó cũng nhấn mạnh thêm thôi. Chứ không có thêm nghĩa gì đâu, chỉ là nhấn mạnh thôi. Là chạy rất là nhanh, run really fast. Đây là những cái cụm từ mà nó hay đi chung với nhau, em có thể đọc tham khảo ha, để có thể dùng được. Ví dụ như là ở đâu em đọc thử chị mấy cụm này đọc ra đúng. Là extremely affordable, extremely Không có table, em sẽ nhấn âm 2 là affordable. Affordable. affordable, affordable. Affordable là cực kỳ hợp với tiền, ví dụ vậy. Extremely, extremely affordable. Extremely affordable, Absolutely, từ này em đọc là absolute. absolutely, Right. Absolutely right. absolutely right. Extremely reasonable. Không có nên một reasonable noble em xúc Reasonable. Extremely extremely reasonable thì reasonable là hợp lý. reasonable. Extremely reasonable. Extremely
persuasive. À cái từ này nhìn vậy nhưng mà nó sẽ đọc không phải vậy. Thì em sẽ đọc từ này là khoan nha. Không, chị sẽ không đọc đâu mà chị sẽ cho em coi phiên âm coi em nhìn nhận dạng được không ha. Thấy không? Thấy. Rồi đọc thử coi. Là persuasive. Persuasive. Rồi, nào. Persuasive. Thấy nó không liên quan với cái này đúng không? Kiểu nó đâu có chữ swear đâu mà nó lại đọc ra như vậy. Nó thì tại vì phiên âm nó khác. Có nhiều từ nó vậy. Phiên đàn nhưng mà phiên âm nhẹo. Persuasive. Persuasive. Rồi, bây giờ chị sẽ có một bài tập cho em thử tự nhận dạng coi cái nào là động từ, trạng từ, tính từ ha. Đây. Bây giờ em sẽ phân em sẽ với từng câu em sẽ phân tích cho chị cái nào là danh từ, nào là động từ, nào là tính từ, trạng từ gì. Phân tích câu. Như câu 1 đi. Em sẽ coi đặt vị trí như thế nào. Đầu tiên, danh từ là những từ nào? Là danh từ mình sẽ tô màu xanh ha. Danh từ là the phrase. Gì suy nghĩ lâu vậy? Con số đọc một. Không, có nghĩa là con số 1 em nhìn nè. Em sẽ đọc cái từ nào là danh từ cho chị lên thôi. Em tự xác định đọc lên đi. Danh từ là zookeeper. Zookeeper. Và còn tính từ. Không, em coi hết. Em coi có còn danh từ nào đúng không? Hết câu luôn. Danh từ animals đúng rồi, là danh từ. Thường danh từ em sẽ thấy nó đứng cuối câu. Rồi tiếp theo là động từ chính. Động từ lúc câu nào cũng phải có động từ, có thể là động từ thường hoặc động từ to be ha. Thôi là em phải tìm được động từ của nó. Động từ là quietly. Cái đuôi ly hồi nãy chị nói là gì? Không phải là tất cả những số là và đuôi là động từ là nhưng mà cái đuôi ly thì cái từ quietly này vai trò của nó là gì? Đuôi ly mình gọi nó là là a verb. Thì hồi nãy chị nói em a verb là không phải tính. Tính là adjective, tính là adg. Còn a verb thì gọi là trạng từ ha. Là trạng từ. Trạng từ. Thì đuôi ly là trạng từ đa số. Rồi động từ đâu? Động từ chính ha. Và động từ là chị tô màu cho nó giống trên đây. Động từ đâu vậy? Thường động từ thì nó sẽ đứng sau chủ ngữ. Nhưng mà trường hợp này thì nó bị kẹt với cái trạng từ. Thì sau khi xác định trạng từ rồi thì cái từ kế bên sẽ là động từ đó thôi. Là set. Có nghĩa là cái trạng từ này chèn vào á chỉ là để muốn bổ sung ý thôi. Bổ sung nó là nó làm một cái thầm lặng, im lặng thôi. Còn động từ thì nó nằm ở đây. Là set free. Thật ra nếu mà chính xác thì là set free luôn á. Nhưng mà động từ chính thì là set. Set free on the wild animal. Tính từ đâu thôi.
Tính từ là important. Câu một là tính từ là will. Wild. Đó thì em thấy tính từ đứng trước danh từ wild animals. Còn cái này á, hồi nãy chị nói em là động từ xong tới trạng từ đúng không? Nhưng mà cái này trạng từ nó lại để ở giữa, để trước động từ thì cũng được ha. Hay là nó vẫn dùng để bổ nghĩa cho lại động từ á. Thì em có thể đứng trước hay đứng sau đều được, nhưng mà tùy câu thôi. Trường hợp này thì nó đứng trước và đứng giữa chủ ngữ và động từ. Hoặc là em có thể nói là set free on the animal, wild animals quietly cũng được. Có nghĩa là quietly này nè, em cho nó đứng cuối cũng được, nhưng mà mục đích nó vẫn là bổ sung nghĩa cho cái động từ này là thả một cách thầm lặng. Rồi, giờ câu số 2 con tức y chang vậy cho chị. Câu số 2 danh từ là skeleton là bộ xương. Skeleton là còn nào nữa? Cái nào cũng là danh từ. Well, không, hồi nãy chị nói em á, thật ra là danh từ có thể đứng cuối, cái này em phải dịch ra thì mới biết được. Thì cái này nó nói là bảo vệ những cơ quan quan trọng một cách tốt. Vậy thì well này nó sẽ là trạng từ ha. Nó sẽ là trạng từ bổ sung nghĩa cho động từ protect. Đó thì em thấy cái động từ nó sẽ đứng ngay sau chủ ngữ luôn á. Ha, chủ ngữ cộng động từ liền. Thì nó sẽ phân biệt. Đây là động từ. Protect là động từ. Đây chết. Một. Còn well, protect là động từ là bảo vệ. Well là trạng từ bổ nghĩa cho từ gì? Well là gì? Well là gì? Là trạng từ á. À đúng rồi, đúng rồi. Well là trạng từ. Còn organs. Organ là tính từ. Cái gì? Organs là gì? Là gì? Nè, mình có hai từ là important với là organs. Thì hồi nãy cái nào đứng trước cái nào quên. Nhớ cái câu thần chú hồi nãy chị kêu. Là danh động tính trạng. Là cái gì? Cái gì? Tính danh động trạng. Tính danh. Giải thích. Tính danh động trạng nha. Đọc và câu nói cho nó thuộc đi. Thì tính đi với danh. Vậy thì cái này là tính, còn cái này là danh ha. Và tính danh động trạng chứ không danh động tính trạng. Nhân đậu hồi lộn phèo. Rồi vậy cái này important thì là tính từ, đứng trước danh từ là organs. Organs là các cơ quan trong cơ thể, các cơ quan quan trọng ha. Mình sẽ dịch thì dịch ngược lên các cơ quan quan trọng. À, danh từ là màu xanh. Rồi à, em thấy khi mà em coi lại nhớ đối chiếu này, danh từ màu xanh ha, động từ màu đỏ, tính từ màu xanh, a verb màu này. Ok rồi tiếp. Play danh từ là danh từ, danh từ là Peter. Và Peter là danh từ. Gì nữa? Danh từ house. À, còn danh từ nữa, còn một cái danh từ nữa. Là his. Không, his là tính từ sở hữu, là của anh ấy. His là của anh ấy, là tính từ sở hữu. Saxophone. Đúng rồi, saxophone. Saxophone. Đây là cái đèn saxophone. Rồi, động từ. Động từ là played. Late. Rồi tạm từ là lao lì. Đúng rồi, chơi một cách
lớn, loudly. Còn tính từ là his và ông. Đúng. Đúng rồi, ông là tính từ. Còn his thì thật ra cũng là tính từ, nhưng mà cái tên của nó là tính từ sở hữu, là his. Rồi, đó, ok rồi đó. Cũng sương sương, hiểu hiểu rồi đó. Đúng không? Possible. À, danh từ là muscle. À, em đọc là muscle, sao quên? Muscle, cơ bắp, muscles. Muscles. Ở đây là gì? Muscle là danh từ. À, đúng rồi. Và muscle. Còn đâu danh từ? Dạ. Còn một danh từ nữa. Và danh từ còn tiếp theo là danh tính từ. Không, ấy là còn một danh từ nữa. Em tìm cho chị một danh từ. Là human. Humans. 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 Rồi, động từ đó. Động từ là help. 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 Còn help. Humans. Sẵn từ là easily. À, vậy thì ở đây có hai động từ lận. Tại vì nó có to nữa nè. Thì thường có to nó có động từ là move. Đấy. Giúp con người có thể di chuyển. Động từ giúp và động từ di chuyển. Rồi sau động từ thì mình sẽ là trạng từ. Trạng từ. Động trạng. Tính danh động trạng nha. Yeah. Rồi. Câu này em tự sẽ được. Finally, yeah. Chắc chắn cái duly thì nó sẽ là trạng từ. Trạng từ ha. Teacher là danh từ. The teacher là danh từ. Sure. Danh từ tiếp. Còn danh từ nào nữa? Danh từ class. Class, đúng rồi, class. Rồi. Ở đây thì nó không có động từ. À không phải. Ở đây nó dùng động từ to be. Là was. Was fed up. Thật ra nguyên cái này là cái cụm luôn của nó là dạng là động từ mà to be ở dạng bị động, câu bị động. Thì mình cho nó xếp vào danh động từ. À. Was fed up. Was fed up. Là tính từ đó. Tính từ là noisy. Noisy. Bởi vì nó đứng trước danh từ. Noisy class. Rồi. Động từ, còn một động từ nữa. Động từ là listen. Listen. Động từ listen. Didn't listen. Rồi. À. Six. À, big là tính từ. Đúng rồi, big tính từ. Dog là danh từ. À, dogs. Small là tính từ. Small. Và cast là danh từ. Quickly là trạng từ. Rồi, còn chase. Chase là động từ. Chase là động từ. Đúng rồi. Tôi mà hỏi lại không? Đó, chase the most one cast quickly. Rồi. À, studio là... Không phải studio đâu. Từ này em đọc là studious, us, studious. Vâng, studious là studious chăm chỉ là danh từ. À,
Danh từ đâu có kỹ là danh từ là gương. Girl. Vậy thì trước danh từ phải là tính. Tính từ. Trước là danh từ ha. Có nghĩa là danh từ girl là cô ấy chăm chỉ. Còn động từ là complete. Completed. Cái này nó chỉ thành quá khứ đơn. Completed. Và who là danh từ. Ha. Nó thấy coi. Cái nào danh từ đâu? Hồi nãy chị nói his ở đây trên đây là his là tính từ sở hữu của anh ấy thì her cũng là tính từ sở hữu là của cô ấy. Dạ. Thì có her work là her work là từ là danh từ. Danh từ. Còn heavy là trạng từ. Heavy là trạng từ. Ok. Đó. Rõ chưa? Hay vậy dạ. Không? Kiểu phân tích câu trúc câu thì nó cũng kiểu có như vậy thôi. Đâu em sẽ đọc một số cái tính từ sở hữu chị nghe thử. Ví dụ như là của anh ấy thì hồi nãy là his, của cô ấy là her, còn của họ là gì? Là của họ là their. Their, của chúng ta. Đã, của chúng ta là we. Hey, của chúng ta, we là chúng ta là chủ ngữ đứng đầu, còn của chúng ta là khác. Của chúng ta thì của chúng ta em sẽ dùng là our ha. Là our, còn tân ngữ là us. Nếu mà chúng ta tân ngữ là us. Hồi nãy chị nói em tân ngữ là đứng ở đâu vậy? Không? Đứng ở đây. Quay lại. Tân ngữ sẽ đứng sau động từ. Động từ. Nếu mà chủ ngữ còn động từ thì mà phía sau là nhìn thấy ai đó thì là tân ngữ hay là mua cho ai đó hay là nói chung là động từ đó. À, chụp hình cho ai đó ví dụ vậy nha, nó là tân ngữ object. Đây chị sẽ cho em cái bảng này nè, em có thể tự tham khảo một số cái cái bảng này nó sẽ có liệt kê một số cái đầy đủ. Ví dụ chủ ngữ là nằm ở cột này ha, chủ ngữ là cột là I, you, we, they, he, she, it gì đó. Xong rồi em sẽ đi qua là bên đây là câu thứ hai là tân ngữ. Tân ngữ là me, you, him, her, it, us, you, them gì đó. Đây là câu thứ hai. Còn câu thứ ba thì là tính từ sở hữu là của tôi, của họ, của anh ấy, của cô ấy ha. Dạ. Nhìn gì? Của họ. Đó. Cột này là cột tính từ sở hữu. Còn cái cột cột này thì em tham khảo thêm thôi, cũng không cần nhớ liền cũng được. Ai nhớ liền sợ nó rối. Cột tại nó cũng ít dùng. Còn cái cột cuối cùng đi, cái cột cuối cùng em thấy dùng khi nào? Cái cột cuối cùng gọi là đại từ khoảng không. Myself, yourself, himself, herself. Itself. Đó nói chung là thôi em thấy cái cột này dùng khi nào không biết. Theo em thấy. Dùng cái đấy là dùng là tự mình rồi đúng rồi thôi tự làm. Tự làm. Nhấn mạnh bản thân mình làm đúng không? Và thường như em nói là em tự nấu bữa ăn sáng thì em nói là
là I cook myself. I cook breakfast. And now we say I cook breakfast myself. Hoặc là ba mình có thể thêm ba myself. Myself. Ba myself là bản thân bằng cô bản thân của tôi là từ nhấn mạnh. Thường thì cái này dùng để nhấn mạnh thôi. Là do mình chứ không phải là do ai khác nấu. Chứ bình thường cũng ít khi dùng. Hoặc là on my own thì cái cụm này cũng là nhấn mạnh là của bản thân mình. Như là I cook breakfast on my own thì cũng được ha. Rồi thì cái bản này chị sẽ gửi cho em tham khảo lại. Em có thể coi lại các bạn. À em muốn biết luôn cái cột này không? Cái cột cột này là possessive pronouns là nếu mà cái này là tính từ sở hữu thì pronouns là đại từ sở hữu. Thì thật ra trong văn nói thì rất là ít dùng đại từ sở hữu. Ví dụ như là em sẽ nó sẽ bằng nó chỉ dùng khi mà để mà gọi là để tránh lặp lại từ. Ví dụ như em hỏi là đây có phải hỏi là đây có phải là quyển sách của bạn hay không? Ừ. Thì em hỏi sao? Là đây có phải quyển sách của bạn hay không? Đây có phải là quyển sách của bạn hay không? Thật ra nói tiếng gì thì dài vậy thôi chứ đã tiếng Anh nó ngắn ngủ mà. Đây là gì cơ? Ví dụ em nói đây là đó là thì đây là gì? Đây là this is. Đúng rồi, this is. Nó thì khi em đặt câu hỏi em sẽ đảo lại là is this ha. Là is your book. Your book. Yeah, it is your book. Xong rồi mình trả lời là no. Hoặc là is it cũng được cho nó hay. Is it your book? No, it is. Không phải của tôi mà nó là của cô ấy. Ví dụ cô ấy em chỉ là nó là của cô ấy hay là của tôi. Đó. Is her. Thì cái trường hợp mà dùng đại từ sở hữu á là thay vì em nói là đó là quyển sách của cô ấy là is her book có nghĩa là em tránh lặp lại cái từ book á. Em thay vì em nói là no it isn't, it's her book. Đó là quyển sách của cô ấy thì thay vì nói her book thì em viết tắt thành hers mà thêm us có nghĩa là dùng ở cái cột đại từ sở hữu này. Nó sẽ bằng vậy thì rút lại thì cái cột đó sẽ bằng với lại tính từ sở hữu cộng với một cái danh từ nào đó. Em hiểu không? Đúng. Sương sương hả? Đó. Sương sương là vậy. Đó. Nếu hay về để tránh lặp lại hay về nói là it's her book thì mình sẽ viết tắt là it's hers. Và hers là him us là nằm trong cột đại từ sở hữu. Thì mục đích của nó là để tránh lặp lại từ. Ok. Rồi có gì chị sẽ gửi thêm một bài tập cho em để mà em làm về nhận diện danh từ động từ tính từ và trạng từ ha. Em làm qua Messenger đó. Để chị lưu lại. Rồi tiếp tục ghi âm cho hết ha. Thấy em hả? Em ghi xong hết phần intonation. Còn phần nào nữa? Quên được rồi. Thế phần intonation ủa hết chưa? Sao chị thấy còn mà? Hình như còn. À em ghi âm cái mấy cái bài đi thôi. Mấy cái bài luyện đi ăn. Bây giờ mình luyện mấy cái đoạn đi. Bài nào? Em sẽ mở mấy cái trang đầu ở trang 46 á. Em lật thử ra chị. Em có sách đâu? Để em lấy. Để em. Em biết là em có in giống trang không ta?
Em là trên 46, có thấy gì không? Thấy gì không? Em làm mà cái phần cái này là chị nghe đây chị đâu thấy đâu, khó thấy luôn. Cái đó là gì? Cái này là em kiếm cái chỗ bài tập thu âm á, cái chữ bài tập thu âm. Trang 46 à? Trang 46. 46 là part 2. Part 2 em đi sao? Ủa, vậy hả? Em quên cái chỗ bài tập của anh ta. Từ dạ. Thôi hay là chắc là chị sẽ gửi bản PDF cho em coi đi ha. Tại vì trong nếu mà em in ra thì nó có trong cái bản PDF này nè. Thì nó nè, nó sẽ suy chất cái chỗ đây. À đúng rồi, đúng rồi. À, cái đó là cái trang đầu đúng không? Trang đầu. Vâng. Đúng rồi. Đó thì em thu 5 bài, hình như 5 bài này. À. Em thu 5 bài đây là chị sẽ sửa ha. Vâng. Thế có bài nghe không ạ? Hả? Thế có bài nghe sẵn hay là à thì để có gì chị coi rồi kiếm rồi gửi cho em ha. À. Ok. Rồi. Nếu mà em có thắc mắc gì cứ hỏi chị ha. Dạ. Rồi. Dạ. Không. À. Giờ này chị thấy em có cái phần tài liệu viết gì hả? Thế gửi. Chị thấy em có phần tài liệu viết gì hả? À. Viết đâu em có đăng, em có đăng lên rồi mà chị có thể lên đó tải. À lên thì có link tải hả? Có chị cứ nhà bấm vô có cái link tải rồi. Hay cái đó tự dùng để tự viết nhà cũng được á. À đi. Ừ rồi chị cảm ơn nhé. Ok. If you have any question you can ask me ha. Rồi. Vậy ha. Rồi là chị. See you. Have a good day.